Xin chào quý vị các bạn, trên hình các bạn có thể thấy đây là phần khay SIM của máy tính bảng Huawei MediaPad X1. Các bạn để ý 6 cái chân đồng vàng vàng đó, nó nhỏ xíu này. Đó là cái chân tiếp xúc giữa main và khay SIM. Khi quý vị các bạn làm cong vênh, móp méo, thậm chí là gãy, làm cho máy không tiếp xúc được với SIM, làm cho máy không nhận SIM, từ đó dẫn đến hiện tượng mất sóng, không có sóng trên máy tính bảng Huawei MediaPad X1. Khi quý vị các bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần khay SIM, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-750-99, di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp dịch vụ thay mới, sửa, khắc phục có lỗi, sự cố trên máy tính bảng Huawei MediaPad X1 hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi sửa các lỗi, sự cố trên MediaPad X1 nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn. Mọi thắc mắc thêm, xin vui lòng liên hệ 024-66-750-99. Xin cảm ơn quý vị các bạn.